Cô thân ái chào các em. Cô xin giới thiệu, cô là Trần Thị Hồng Liên, giáo viên trường tiểu học Lý Tự Trọng, thành phố Vũng Tàu. Hôm nay, cô rất vui khi được gặp lại các em trong chương trình Vui Học. Hôm nay cũng là dịp Noel. Cô chúc các em đón một mùa Noel cùng với người thân thật vui vẻ và ấm áp nhé. Hòa chung với không khí đón Giáng sinh, cô mời các em cùng đứng lên. Chúng ta cùng nhún nhảy theo bài nhạc Hòa nhịp Giáng sinh cùng với cô giáo và các bạn học sinh của trường tiểu học Lý Tự Trọng, thành phố Vũng Tàu. Cô mời các em nào. Bài nhảy vừa rồi rất hay đúng không các em? Bây giờ cô mời các em chúng ta cùng ổn định lại nề nếp học tập nhé. Các em ngồi ngay ngắn để tiết học cùng chúng ta được bắt đầu. Để thực hiện tiết học ngày hôm nay, cô mời các em chuẩn bị những đồ dùng như sau: sách giáo khoa môn toán, vở bài tập toán, bút chì, thước kẻ, cục gôm và cả que tính nữa. Tham gia tiết học này với cô trò chúng ta, cô mời các em cùng làm quen với các bạn mà cô nghĩ các em rất là yêu thích. Đây là Kitty, bạn thỏ, bạn chuột xám, người tuyết Bunny. Ngoài ra, các em được làm quen thêm với các bạn đang học lớp 1 của trường tiểu học Lý Tự Trọng, thành phố Vũng Tàu. Tiết học của chúng ta bắt đầu. Các em hãy quan sát và lắng nghe xem các bạn trong tranh đang làm gì. Bạn cho mình biết 8 trừ 2 bằng mấy? 8 trừ 2 bằng 6. Bạn giỏi lắm. Mình đố bạn 6 trừ 3 bằng mấy? Câu trả lời của mình là 6 trừ 3 bằng 3. Bạn trả lời đúng rồi, mình chúc mừng bạn. Các bạn đang làm gì vậy các em? Cô mời các em trả lời. Bây giờ em hãy nghe câu trả lời của bạn Bunny nhé và đối chiếu với câu trả lời của mình. Thưa cô, em thấy các bạn đố nhau rất vui à. Các bạn trả lời các phép tính như thế nào? Các bạn trả lời đúng kết quả các phép tính, nói to, rõ ràng à. Cô cảm ơn em, chính xác rồi đấy, bạn trả lời rất đúng. Đây là hình ảnh các bạn nhỏ đang cùng nhau đố vui về các phép trừ đã học. Bây giờ các em hãy chú ý xem ai đang đố mình nào. Ta chào các con. Các con học ngoan lắm. Bây giờ ta có một câu hỏi dành cho các con đây. 10 chia 6 bằng mấy? Ai nhanh trả lời nào. Con xin trả lời ạ. 10 chia 6 bằng 4. Con giỏi lắm. À, cô thấy bạn chuột xám trả lời rất nhanh câu hỏi của ông già Noel. Em có đồng ý với ý kiến của bạn không? Bạn trả lời đúng rồi đấy. Qua hoạt động khởi động, các em đã được ôn lại các phép trừ trong phạm vi 10. Các em sẽ sử dụng kỹ năng này để thực hiện bài học hôm nay. Bài học hôm nay của chúng ta là phép trừ trong phạm vi 10. Tiếp theo, cô mời các em cùng nhắc lại với cô. Phép trừ trong phạm vi 10. Tiếp theo, đây là bảng phép trừ trong phạm vi 6 mà các em đã học. Cô mời các em hãy nêu kết quả của các phép tính. Em cùng với bạn Bunny nêu kết quả của các phép tính nhé. Cô mời Bunny nào. Dạ thưa cô, 1 trừ 1 bằng 0, 2 trừ 1 bằng 1, 3 trừ 1 bằng 2, 4 trừ 1 bằng 3, 5 trừ 1 bằng 4, 6 trừ 1 bằng 5, 2 trừ 2 bằng 0, 3 trừ 2 bằng 1,
4 trừ 2 bằng 2, 5 trừ 2 bằng 3, 6 trừ 2 bằng 4, 3 trừ 3 bằng 0, 4 trừ 3 bằng 1, 5 trừ 3 bằng 2, 6 trừ 3 bằng 3, 4 trừ 4 bằng 0, 5 trừ 4 bằng 1, 6 trừ 4 bằng 2, 5 trừ 5 bằng 0, 6 trừ 5 bằng 1, 6 trừ 6 bằng 0. Em giỏi lắm! Các em có nêu được giống như bạn không? Cô chúc mừng các em cùng nêu được kết quả của các phép tính giống như bạn nhé! Bây giờ, cô có một số ô trống tiếp theo. Từ bảng phép trừ trong phạm vi 6 em đã học, các em hãy suy nghĩ để nêu tiếp các phép tính tiếp theo. Để chúng ta có bảng phép trừ trong phạm vi 10. Các em nhớ nhé! Cô mời các em thực hiện nào. Cô tin rằng tất cả các em đã nêu được các phép tính. Bây giờ cô mời các em cùng nêu với các bạn. Ở dòng thứ nhất, cô mời chuột xám. Các em cùng nêu với bạn nhé. Thưa cô, 7 trừ 1 bằng 6, 8 trừ 1 bằng 7, 9 trừ 1 bằng 8, 10 trừ 1 bằng 9. Em giỏi lắm. 3 dòng tiếp theo, cô mời bạn thỏ nào. Thưa cô, con nêu ạ. 7 trừ 2 bằng 5, 8 trừ 2 bằng 6, 9 trừ 2 bằng 7, 10 trừ 2 bằng 8, 7 trừ 3 bằng 4, 8 trừ 3 bằng 5, 9 trừ 3 bằng 6, 10 trừ 3 bằng 7, 7 trừ 4 bằng 3, 8 trừ 4 bằng 4, 9 trừ 4 bằng 5, 10 trừ 4 bằng 6. Cảm ơn em đã nêu rất tốt. 3 dòng kế tiếp nữa, cô mời Bunny. Thưa cô, con xin nêu ạ. 7 trừ 5 bằng 2, 8 trừ 5 bằng 3, 9 trừ 5 bằng 4, 10 trừ 5 bằng 5, 7 trừ 6 bằng 1, 8 trừ 6 bằng 2, 9 trừ 6 bằng 3, 10 trừ 6 bằng 4, 7 trừ 7 bằng 0, 8 trừ 7 bằng 1, 9 trừ 7 bằng 2, 10 trừ 7 bằng 3. Em nêu cũng rất tốt. Kitty, cô mời em nêu các dòng còn lại. Thưa cô, con xin đọc các phép tính tiếp theo ạ. 8 trừ 8 bằng 0, 9 trừ 8 bằng 1, 10 trừ 8 bằng 2, 9 trừ 9 bằng 0, 10 trừ 9 bằng 1, 10 trừ 10 bằng 0. Em nêu giỏi lắm, như vậy vừa rồi, chúng ta thấy các bạn nêu rất tốt đúng không? Em có nêu được giống như các bạn không? Cô chúc mừng những em đã nêu đúng giống như các bạn nhé! Đây là bảng phép trừ trong phạm vi 10. Cô nhắc lại, đây là bảng phép trừ trong phạm vi 10. Bây giờ, cô mời các em cùng luyện đọc với các bạn. Ở 3 dòng đầu, cô mời bạn thỏ. Thưa cô, con xin đọc ạ. 1 trừ 1 bằng 0, 2 trừ 1 bằng 1, 3 trừ 1 bằng 2, 4 trừ 1 bằng 3, 5 trừ 1 bằng 4, 6 trừ 1 bằng 5, 7 trừ 1 bằng 6, 8 trừ 1 bằng 7, 9 trừ 1 bằng 8, 10 trừ 1 bằng 9, 2 trừ 2 bằng 0, 3 trừ 2 bằng 1, 4 trừ 2 bằng 2, 5 trừ 2 bằng 3, 6 trừ 2 bằng 4, 7 trừ 2 bằng 5, 8 trừ 2 bằng 6, 9 trừ 2 bằng 7, 10 trừ 2 bằng 8, 3 trừ 3 bằng 0, 4 trừ 3 bằng 1, 5 trừ 3 bằng 2, 6 trừ 3 bằng 3, 7 trừ 3 bằng 4, 8 trừ 3 bằng 5, 9 trừ 3 bằng 6, 10 trừ 3 bằng 7. Em đọc rất tốt, cô khen em. 3 dòng kế tiếp, cô mời Bunny nào. Dạ thưa cô. 4 trừ 4 bằng 0, 5 trừ 4 bằng 1, 6 trừ 4 bằng 2, 7 trừ 4 bằng 3, 8 trừ 4 bằng 4, 9 trừ 4 bằng 5, 10 trừ 4 bằng 6, 5 trừ 5 bằng 0, 6 trừ 5 bằng 1, 7 trừ 5 bằng 2, 8 trừ 5 bằng 3, 9 trừ 5 bằng 4, 10 trừ 5 bằng 5, 6 trừ 6 bằng
trừ 6 bằng 2, 9 trừ 6 bằng 3, 10 trừ 6 bằng 4. Em giỏi lắm. Kitty, em hãy đọc những dòng còn lại. Thưa cô, 3 trừ 7 bằng 0, 8 trừ 7 bằng 1, 9 trừ 7 bằng 2, 10 trừ 7 bằng 3, 8 trừ 8 bằng 0, 9 trừ 8 bằng 1, 10 trừ 8 bằng 2, 9 trừ 9 bằng 0, 10 trừ 9 bằng 1, 10 trừ 10 bằng 0. Tốt lắm! Như vậy vừa rồi, các em được luyện đọc bảng phép trừ trong phạm vi 10. Bây giờ, em hãy chú ý vào dòng thứ nhất. Em hãy cho cô biết. Ở dòng thứ nhất, đây là bảng phép trừ. Một số trừ đi mấy? Cô mời các em trả lời. Em hãy nghe ý kiến của bạn Kitty nhé. Thưa cô, bảng phép trừ, một số trừ đi một. Em thấy câu trả lời của bạn như thế nào? Bạn trả lời rất tốt đúng không? Bây giờ, em hãy chú ý tiếp các phép tính tiếp theo. Em hãy cho cô biết, một số trừ đi chính nó, kết quả như thế nào? Chuột xám, cô mời ý kiến của em. Em trả lời đúng rồi. Các em nhớ nhé, một số trừ đi chính nó, kết quả bằng 0. Hay nói cách khác, phép trừ hai số giống nhau cho kết quả bằng 0. Em nắm vững kiến thức này sẽ giúp em làm bài nhanh hơn. Bây giờ, cô mời các em cùng đọc lại bảng phép trừ trong phạm vi 10 một lần nữa nhé. Cô mời các em. Chú ý, nêu cho cô bảng phép trừ một số trừ đi 5. Cô mời bạn Thỏ nêu nào. Thưa cô, con đọc ạ. 5 trừ 5 bằng 0, 6 trừ 5 bằng 1, 7 trừ 5 bằng 2, 8 trừ 5 bằng 3, 9 trừ 5 bằng 4, 10 trừ 5 bằng 5. Em giỏi lắm. Đọc bảng trừ một số trừ đi 8. Cô mời chuột xám. Thưa cô, con đọc 8 trừ 8 bằng 0, 9 trừ 8 bằng 1, 10 trừ 8 bằng 2. Em đọc tốt lắm. Bây giờ, cô mời các em đọc cho cô bảng phép trừ 10 trừ đi một số. Em hãy cùng đọc với bạn Bunny nhé. Thưa cô, 10 trừ 1 bằng 9, 10 trừ 2 bằng 8, 10 trừ 3 bằng 7, 10 trừ 4 bằng 6, 10 trừ 5 bằng 5, 10 trừ 6 bằng 4, 10 trừ 7 bằng 3, 10 trừ 8 bằng 2, 10 trừ 9 bằng 1, 10 trừ 10 bằng 0. Cô cảm ơn em. Như vậy vừa rồi, các em đã đọc rất tốt bảng phép trừ trong phạm vi 10. Bây giờ, chúng ta cùng chuyển qua hoạt động luyện tập thực hành. Đây là bài tập số 1. Cô mời các em cùng đọc yêu cầu với cô. Tính nhẩm. Các em chú ý, để thực hiện tốt bài tập này, các em dựa vào bảng phép trừ trong phạm vi 10 mà các em vừa học. Cô chúc các em làm bài tốt. Thời gian làm bài dành cho em bắt đầu. Thời gian hết rồi. Cô tin chắc rằng bạn nào cũng làm tốt bài tập số 1. Bây giờ, cô trò chúng ta cùng sửa bài nhé.
Ở bài tập này, cô tổ chức cho các em sửa bài theo hình thức trò chơi. Trò chơi có tên gọi là hộp quà bí mật. Ở đây có 4 hộp quà rất đẹp. Các em hãy chọn cho mình một hộp quà mà mình thích nhất. Sau đó, em sẽ trả lời theo yêu cầu được đặt ra. Trước hết, cô mời chuột xám, em hãy chọn cho mình một hộp quà nào. Thưa cô, con chọn hộp quà số 1 ạ. Bây giờ chúng ta xem trong hộp quà số 1 có gì nhé. Cô mời em trả lời. Con xin trả lời 7 trừ 2 bằng 5, 8 trừ 6 bằng 2, 9 trừ 7 bằng 2. Cô mời các em nhận xét kết quả của bạn. Chúng ta cùng xem đáp án nhé. Cô chúc mừng chuột xám, em đã trả lời rất tốt. Cô mời thỏ, em hãy chọn cho mình một hộp quà. Thưa cô, con chọn hộp quà số 3. À, chúng ta cùng xem trong này có gì ha. Chào các bạn nhỏ yêu quý của ta. Chúc các con đón một mùa Giáng sinh vui vẻ, bình an nhé. Nhân vật này là ai vậy? Cô mời thỏ trả lời. Thưa cô, đây là ông già Noel ạ. Em có đồng ý với ý kiến của bạn không? Chúng ta cùng lắng nghe tiếp nhé. Con trả lời đúng rồi. Ta rất vui vì các con luôn yêu quý và nhớ đến ta. Các con nhớ chăm chỉ học hành ngoan ngoãn để được nhận quà của ta nhé. Như vậy bạn trả lời đúng rồi đấy. Đây là ông già Noel. Các em nhớ lời dặn của ông già Noel, chăm ngoan, học tốt để được nhận quà trong dịp Giáng sinh này nhé. Còn lại 2 hộp quà nữa. Cô mời Kitty, em hãy chọn cho mình một hộp quà nào. Thưa cô, con chọn hộp quà số 2 ạ. Chúng ta cùng xem hộp quà số 2. Cô mời em trả lời. Thưa cô, 8 trừ 2 bằng 6, 9 trừ 3 bằng 6, 7 trừ 4 bằng 3. Em có đồng ý với kết quả bạn đã nêu không? Chúng ta cùng xem kết quả nhé. Bạn trả lời đúng rồi. Cô chúc mừng em. Còn hộp quà cuối cùng, cô dành tặng cho tất cả các em. Bây giờ các em cùng xem nội dung nhé. Cô mời các em trả lời nào. Bây giờ, em hãy nghe câu trả lời của một bạn nhỏ và xem câu trả lời của mình có đúng không nhé. Thưa cô, 10 trừ 5 bằng 5, 6 trừ 3 bằng 3, 10 trừ 6 bằng 4. Kết quả của em có giống với kết quả của bạn không? Cô mời các em cùng xem đáp án. Cô chúc mừng các em có câu trả lời đúng nhé. Đây là kết quả của bài tập số 1. Cô mời em cùng đọc lại. Như vậy, ở bài tập số 1 các em đã làm rất tốt. Qua đây, các em được rèn thêm kỹ năng tính nhẩm. Chúng ta cùng chuyển qua bài tập số 2 nhé. Bài tập 2. Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính. Em nghe cô nhắc lại lần nữa. Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính. Đây là nội dung của bài tập số 2. Được trang trí rất đẹp đúng không nào? Trên mỗi ngôi nhà là các phép tính. Bên cạnh đó là hình ảnh của một số con vật rất dễ thương cầm kết quả. Bây giờ các em hãy lựa chọn kết quả đúng với mỗi phép tính theo yêu cầu của bài tập đặt ra. Các em nhớ nhé, với bài tập này, các em hoặc là làm trong vở bài tập toán, hoặc là
các em sẽ làm bài trên phần mềm Live Worksheet theo đường link cô giới thiệu. Đây là đường link. Các em có thể nhờ người lớn nhập đường link này vào điện thoại hoặc máy tính để các em cùng tham gia trò chơi nhé. Thời gian dành cho các em bắt đầu. Cô nghĩ rằng các em làm rất tốt bài tập số 2. Các em thấy sao? Bây giờ, cô mời các em cùng theo dõi phần chia sẻ bài làm của bạn và từ đối chiếu với kết quả bài làm của mình. Cô mời em. Thưa cô, bây giờ con sẽ làm bài trên phần mềm Live Worksheet. Con mời cô và các bạn cùng theo dõi bài làm của con. Phép tính 5 - 1 = 4. Con sẽ chọn hộp quà số 4. Phép tính 4 - 2 = 2. Con sẽ chọn hộp quà số 2. Phép tính 9 - 4 = 5. Con sẽ chọn hộp quà số 5. Phép tính 6 - 5 = 1. Con sẽ chọn hộp quà số 1. Phép tính 8 - 5 = 3. Con sẽ chọn xe tuần lộc số 3. Phép tính 6 - 6 = 0. Con sẽ chọn xe tuần lộc số 0. Phép tính 10 - 4 = 6. Con sẽ chọn xe tuần lộc số 6. Phép tính 9 - 0 = 9. Con sẽ chọn xe tuần lộc số 9. Và đây chính là kết quả bài làm của con. Cô cảm ơn phần chia sẻ bài làm của em. Bạn làm bài đúng hết đấy, các em ạ. Bài làm rất xuất sắc. Không chỉ vậy, bạn đã biết sử dụng phần mềm để vào việc học tập của mình. Thật đáng khen đúng không? Các em cũng có thể làm tốt như bạn đấy. Các em cố lên nhé. Như vậy, các em thấy kết quả của mình ở bài tập 2 như thế nào? Cô chúc mừng các em đã có bài làm đúng nhé. Bây giờ, chúng ta cùng chuyển qua bài tập số 3. Mời các em cùng nêu yêu cầu của bài tập số 3. Nêu phép trừ thích hợp với mỗi tranh vẽ. Em nhắc lại với cô. Nêu phép trừ thích hợp với mỗi tranh vẽ. Ở bài tập số 3 có 2 tình huống. Bài tập số 3 có 2 tình huống. Em hãy quan sát tình huống ở mỗi tranh. Nêu phép tính thích hợp theo yêu cầu của bài tập. Cô chúc các em làm bài tốt. Thời gian làm bài của các em bắt đầu. Hết thời gian làm bài rồi. Các em hãy đọc lại kết quả của mình và tự nhận xét nhé. Bây giờ, cô mời các em cùng theo dõi phần chia sẻ bài làm của bạn và sau đó đối chiếu với bài làm của mình với tranh thứ nhất. Con chào các thầy cô và các bạn. Con xin trình bày bài làm của con ạ. Trong tranh có tất cả 10 bạn ở hồ bơi, có một bạn lên bờ. Hỏi cần lại bao nhiêu bạn nam bơi? Em làm phép tính 10 - 1 = 9 ạ. Cô mời các em nhận xét phần trình bày bài làm của bạn. Các em chú ý, đây chính là một bạn đang đi lên bờ. Chúng ta cùng xem đáp án nhé. Như vậy là bạn đã làm bài đúng rồi. Và cô thấy bạn trình bày bài làm rất sạch, chữ số viết rất đẹp. Bây giờ chúng ta cùng qua bức tranh 2. Mời các em chú ý. Chào cô, mình chào các bạn. Thưa cô, con xin đưa phép tính 9 - 2 = 7. Vì con thấy ở hồ bơi có tất cả 9 bạn, có 2 bạn không bơi nữa, còn lại 7 bạn đang bơi dưới hồ ạ. Con xin hết. Cô cảm ơn phần chia sẻ bài làm của em. Các em có đồng ý với bài làm của bạn không? Bây giờ chúng ta cùng xem kết quả nào. Bạn làm bài đúng rồi đấy. Và trong quá trình làm bài, cô thấy bạn ngồi viết rất đúng tư thế, viết bài rất cẩn thận. Các em nhớ học tập bạn nhé. Đây là kết quả của bài tập số 3. Cô khen những bạn có kết quả bài làm đúng. Bài tập số 3, cô mời các em hãy nêu cảm nhận của mình về tiết học này. Tiết học rất vui
và giúp cho em biết thêm được nhiều điều bổ ích đúng không? Ở nhà, các em nhớ luyện đọc bảng phép trừ trong phạm vi 10 và trả lời những tình huống có liên quan đến phép trừ nhé. Chúc các em luôn luôn chăm ngoan học giỏi, xứng đáng là con ngoan trò giỏi của bố mẹ và thầy cô giáo. Các em đón một mùa Giáng sinh thật vui vẻ và bình an nhé. Chào tạm biệt các em.